thầy cho hai đường thẳng y bằng a cộng b với a khác không, y bằng a phẩy x cộng b phẩy với b với a khác không, hai đường thẳng này chú ý này, một này, hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi em chú ý nhá, a bằng a phẩy, b bằng b khác b phẩy, hai đường thẳng chỉ song song với nhau nếu a phải bằng a phẩy nhưng b phải khác b phải Tiếp theo này em chú ý này, hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi nếu a bằng a phẩy B bằng B phẩy Các em chú ý nhá Song song này Thì A bằng A phẩy B khác B phẩy Trùng nhau này A bằng A phẩy B bằng B B phẩy Vậy Song song và trùng nhau nó giống ở đâu Giống là A bằng A phẩy Khác ở đâu Song song thì B khác B phẩy Nhưng trùng thì B bằng B phẩy Tiếp theo này Hai đường thẳng cắt nhau Tức là hai đường thẳng Y bằng A cộng B Và Y bằng A phẩy cộng B phẩy Do sẽ cắt nhau Khi A khác a phẩy đây các em chú ý này a khác a phẩy và trong cái mục cắt nhau em nhớ nhá hai đường thẳng cắt nhau thì có một trường hợp đặc biệt đó là trường hợp nào các em nhỉ đó là vuông góc hai đường thẳng vuông góc khi và chỉ khi a nhân a phẩy bằng trừ một hiểu chưa nào các em vậy trên đây là toàn bộ cái phần nội dung lý thuyết bài học hôm nay mà các em phải nhớ